Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cầu cứu khi cô liên tục nhận tin nhắn đòi tẩy chay, yêu cầu sao kê. Hồng Loan nói cô đang tiếp tục sao kê, mong khán giả tin tưởng và tiếp tục ủng hộ. Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vừa lên tiếng cầu cứu vì nhận nhiều tin nhắn yêu cầu sao kê. Nguyên hôm nay không biết xảy ra việc gì, nhưng tôi nhận nhiều tin nhắn. Tôi đã có bài viết nói về chuyện sao kê, chưa bao giờ lên tiếng ngừng sao kê, nhưng không hiểu tin ở đâu cho là gia đình tôi không thực hiện việc đó. Hồng Loan chia sẻ, con gái nghệ sĩ Vũ Linh cho biết, thông tin cô không sao kê xuất hiện trên mạng là bịa đặt. Cô cầu xin khán giả lắng nghe thông tin từ hai phía, tránh hoang mang vì thông tin chưa được kiểm chứng. Mong khán giả thông cảm cho tôi. Chúng tôi sẽ thông báo đến đài gia đình thông tin chính xác nhất. Hồng Loan chia sẻ thêm. Trong bài viết cầu cứu, Hồng Loan công khai tin nhắn khán giả đòi ngừng ủng hộ cô vì không minh bạch trong việc sao kê tiền khán giả ủng hộ cô. Khán giả yêu cầu sao kê số tiền được họ gửi đến ủng hộ xe cất mộ phần của nghệ sĩ Vũ Linh và ủng hộ gia đình Hồng Loan. Tôi tạm ngưng theo dõi và ủng hộ Hồng Loan vì thấy thất vọng với cách cư xử. Nên nhớ, cộng đồng mạng ủng hộ và giúp đỡ cô chỉ vì yêu thương nghệ sĩ Vũ Linh. Các bạn không biết trân trọng sự giúp đỡ của mọi người, thì chúng tôi không cần thiết quan tâm đến cô nữa vì phí thời gian và công sức. Tin nhắn gửi đến Hồng Loan. Trong tin nhắn khác, khán giả nói thất vọng về Hồng Loan, không theo dõi và ủng hộ vì không sao kê. Để hai người em cũng là cháu của nghệ sĩ Vũ Linh, tấn công các kênh YouTube bảo vệ gia đình nghệ sĩ Vũ Linh. Trước Tết, Hồng Loan chia sẻ bị stress vì tin nhắn hăm dọa quay lưng nếu không sao kê. Tôi đang rất stress. Tôi gửi đến đại gia đình lời chân thành nhất là tôi sẽ sao kê. Tôi chưa bao giờ lên tiếng là ngừng việc này lại. Hãy yên tâm, Hồng Loan viết trên trang cá nhân. Sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, nội bộ gia đình lục đục do tranh chấp tài sản ông Quang cải lương tuồng cổ để lại. Đơn của nghệ sĩ Hồng Nhung, em gái của Vũ Linh kiện Hồng Loan con gái nam nghệ sĩ, đang được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Ngày 23 tháng 2, trong ngày giỗ đầu nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan tổ chức giỗ lớn tại nhà, có Vũ Luân và Bình Tinh đến dự, nghệ sĩ Tài Linh và Thoại Mỹ gửi vòng quà đến cúng. Em gái ruột Hồng Nhung, cháu gái Hồng Phượng, gia đình người em út là nghệ sĩ Tiểu Linh không có mặt do mâu thuẫn, tranh chấp quyền thừa kế căn nhà nghệ sĩ Vũ Linh để lại. Nghệ sĩ Hồng Nhung, nghệ sĩ Tiểu Linh và ca sĩ Hồng Phượng tổ chức cúng giỗ đầu riêng cho ông Hoàng cải lương tuồng cổ.